Chào các bạn, hôm nay Nội Địa Nhật Bản sẽ cùng bạn tìm hiểu một chiếc radio của hãng Sony rất là đặc biệt. Đây là chiếc radio có mã là ICF-CA5V. Nó có thiết kế đằng trước là một cái đồng hồ, nên các bạn nhìn qua sẽ tưởng đây là cái đồng hồ bình thường. Tuy nhiên đây là cái đồng hồ tích hợp radio hẹn giờ, chúng ta có thể chỉnh cái giờ báo thức được này. Đấy. Xoay này. Ngoài ra thì nó là cái đồng hồ để chúng ta xem giờ. Loa là chỗ này. Ở mặt trên chúng ta sẽ thấy là nó có các băng tần, gạt đây là các bạn nhìn thấy có băng tần AM này, FM này và TV. Còn đây là nút tắt mở. Gạt đây là mở này. Đấy, đây là bắt sóng này. Bắt sóng rất là rõ, nó có dây anten đấy ạ. Mặc dù trong nhà nhưng mà vẫn bắt ok. Còn đây là nút để tắt bật hẹn giờ. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng sau. Bên cạnh này là nút dò đài, dò sóng đấy. Còn đây là nút âm lượng. Ở bên cạnh thì có một cái nút rất là hay, đó là để chế độ tin tức hoặc là âm nhạc. Nếu bạn nghe tin tức thì gạt xuống dưới, còn âm nhạc thì gạt lên đây. Có thể âm thanh nó sẽ hay hơn tùy vào chương trình. Còn bên trái là nút để chọn kiểu báo thức. Trên cùng này là báo thức radio, dưới đây là báo chuông, và dưới đây là báo chuông nhỏ, đây là chuông to này. Đây là lỗ cắm tai nghe. Ở sau chúng ta sẽ thấy núm này là nút chỉnh giờ. Đây là để đựng tai nghe này, thiết kế rất là chi tiết. Nó sử dụng 3 viên pin. Đây các bạn thấy mặt dưới có nắp pin này. 2 viên pin dành cho radio và 1 viên pin này dành cho đồng hồ. Và đây là cái anten. Và đây là thông tin chi tiết của cái đài này. Chính hãng Sony, sản xuất tại Nhật Bản các bạn nhé, Made in Japan. Cách dùng như sau. Các bạn có thể chọn băng tần, sau đó dò đài như này. Thế còn hẹn giờ như nào? Đầu tiên là chỉnh giờ, các bạn sẽ chỉnh đúng cái giờ hiện tại này. Bằng cách là kéo ở phía sau và xoáy vặn thế này, các bạn sẽ chỉnh được kim phút và kim giờ. Đây là 4:40 này. Bây giờ các bạn muốn hẹn giờ nào báo thức ấy, các bạn xoay đúng này. Xoay ví dụ đây là hẹn 6 giờ chẳng hạn. Thì đúng 6 giờ sẽ kêu. Các bạn sẽ tắt đi này. Rồi gạt lên là bật hẹn giờ nhé. Và để dưới này tắt này. Và bây giờ đến cái giờ hẹn nó sẽ kêu thôi. Các bạn sẽ xoay đây. Chỉ giờ nhé. Đến đúng 6 giờ này. Đấy, chuông đã kêu này. Đây là chuông báo thức nhỏ. Để giữa đây là báo thức to này. Còn gạt trên này là nó sẽ kêu radio để báo thức. Đây là bật báo thức, cần tắt thì báo thức nó không kêu. Mặc dù nó không bật nguồn nhé, nó vẫn kêu này. Đây là kêu báo thức đấy. Còn khi báo thức đang kêu ấy, bạn muốn ngủ tiếp bạn sẽ bấm nút này. Thì nó sẽ cho bạn ngủ một lúc rồi nó lại kêu báo thức thôi. Còn một nút này khá là hay. Đó là trước khi bạn ngủ ấy, thì bạn muốn nghe radio ấy, thì bạn sẽ bấm nút này, nó sẽ bật lên. Và nó sẽ kêu một thời gian rồi sau đó sẽ tự tắt nhé. Đấy là cái tính năng giúp bạn ngủ ngon, tự động tắt đài. Đây là một chiếc radio khá đặc biệt, tích hợp đồng hồ, hẹn giờ báo thức và có chức năng là tự động tắt khi bạn đi ngủ. Về mặt kích thước nó sẽ có một cái đài khá nhỏ gọn. Chiều ngang là khoảng 16 cm, chiều cao cả phần tay sách ấy, là khoảng 15 cm, và bề dày là khoảng 7.5 cm. Thì nếu các bạn quan tâm tới cái đài radio của Sony ICF-CA5V, các bạn có thể liên hệ Nội Địa Nhật Bản theo số điện thoại ở bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh Đồng Hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các sản phẩm giới thiệu thị trường Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.